Ca viêm môi bong vẩy siêu nặng. Ca này thì Hòa đã đăng một lần rồi, khi chị khỏi 70%, có nghĩa là chưa khỏi hoàn toàn. Sau đó thì Hòa quên bẵng đi luôn. Đó, thế hôm vừa rồi thì sinh nhật chị ý thì cái Zalo ấy, họ mới báo sinh nhật thì Hòa có gửi ticker, thì Hòa mới kéo lên là ô cái ca bong vẩy nặng như thế này mà sao không thấy khách nhắn tin cho Hòa nữa. Đó thì Hòa có hỏi chị ơi thế môi chị như nào rồi, chị đã khỏi chưa? Thì chị bảo là em ơi khỏi lâu lắm rồi em ạ, cảm ơn em nhiều nhé. Đó, mọi người biết không, thật sự là khách mà khỏi, khách Hòa hàng báo cho Hòa đi, cho Hòa vui cái để Hòa đăng cho mọi người cùng biết nhá. Mọi người biết không, chữa có những cái môi Hòa chữa dòng dã đến nửa năm, hơn nửa năm luôn mới khỏi, các bạn cũng phải cho Hòa biết thành quả cho Hòa vui chứ, đúng không ạ? Nên các bạn lưu ý này, chữa bên nhà Hòa 5 ngày, 7 ngày là nhắn tin báo tình hình cho Hòa một lần. Thứ nhất để Hòa giám sát, thứ hai để Hòa thay đổi cái liều lượng thuốc làm sao mà cho khách hàng nhanh khỏi nhất. Đấy là quyền lợi của mọi người. Nhưng mọi người biết không, Hòa vất vả vì mọi người thế thì mọi người cũng cố gắng là khi khỏi nhớ báo Hòa nha. Đó, đây là cái tình trạng mà cũng như là cái quá trình mà điều trị của bên nhà Hòa. Có những lúc mà môi chị đỡ rất là nhiều, nhưng có những lúc nó lại nặng lên. Đấy thì Hòa sẽ phải giám sát và thay đổi thuốc liên tục. Nó để đến khi mà các chị mà đạt hiệu quả tốt nhất. Đó, mọi người thấy đoạn này không ạ? Đấy, bây giờ chị khỏi hẳn rồi và chị gửi môi cho Hòa xem. Đó, cảm ơn các chị đã tin tưởng dùng thuốc bên nhà Hòa nha.